Khám phá Phương Đông là chương trình nằm trong khuôn khổ của Lễ hội Văn hóa Đông Phương của khoa Đông Phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến chương trình sẽ được diễn ra 4 vòng: vòng sơ khảo, vòng bán kết 1, bán kết 2 và vòng chung kết. Vừa qua, vòng sơ khảo đã được diễn ra tại phòng A103, cơ sở Linh Trung Thủ Đức. Nào, hãy cùng xin phát điểm qua tình hình của ngày thi đầu tiên.